Đây là một loại hoa anh đào khác. Nó có màu là nó sẽ hơi trắng trắng đây. Ê chim bồ câu. Đây bồ câu này mê máy quay nè. Đó mấy bạn thấy không? Ô nó nhiều lắm luôn á. Đi từ từ qua cầu chứ không thể nào mà đi nhanh được hết. Khoai tây chiên, đây chủ yếu là mấy món đường phố của Nhật. Cái miếng nó hơi to to mà chiên giòn á. Giòn mà nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Giòn, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, ăn rất là vừa ăn. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Châu TV. Các bạn thấy phía sau của mình là gì không? Đó là cái cây anh đào nó đã ra hoa rồi. Thì như các bạn cũng biết thì là khoảng là cuối tháng 3 là đầu tháng 4 là Nhật Bản sẽ hoa anh đào sẽ nở rộ, và hôm nay là tụi mình sẽ đi ngắm hoa anh đào. Và hy vọng là mọi người sẽ xem đến hết clip để xem việc ngắm hoa anh đào ở Nhật như thế nào nhé. Nào chúng mình cùng đi ngắm hoa anh đào thôi. Cái chỗ mà mình đang đứng á là nó gần công viên Okayaki, nằm phía gần ga Higashi Okazaki. Đây là một loại hoa anh đào màu hồng nè, hồng đậm, người ta có thể gọi là hoa hồng anh đào màu tím luôn. Mọi người có thể nhấn trên link nào ấy. Cái link ở phía trên màn hình này mọi người có thể xem lại nguyên một cái khúc sông mà mình đã đi ngắm hoa anh đào ở gần Okayawa. Thời tiết hôm nay hơi xấu nha, trời hơi âm u một tí nhưng mà hoa đã nở ra rất là nhiều và mọi người đã đi xem rất là đông luôn, mặc dù là thời tiết nó không được đẹp lắm. Hôm nay là nhóm mình là sẽ có một nhóm từ Nagoya đi xuống đây tham quan chơi, xuống thành Okayaki và đi dọc hai dòng sông gần cái công viên Okayaki này. Ê mấy bạn bồ câu kia đang đi theo mình hả? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải đang đi theo mình không? Ý nó cắn tay mình luôn kìa. Không, không có, phải có bánh ha. Dễ thương quá à, nó không sợ gì hết luôn á, mình đừng làm gì nó. Bác ăn cho bồ câu, ăn cho cá ăn nè. Bác nước cá lên ăn kìa đó. Ôi cá nó ụt lên đó kìa, cục bác cho ăn kìa. Ủa cá cho bá luôn kìa. Ôi đó mấy bạn thấy không? Ô nó nhiều lắm luôn á. Ở bên đây mọi người đừng nên đi săn bắt mấy con này nha. Nói chung là người ta vẫn cho săn bắt thú hoang dã nhưng mà phải tùy thời điểm và tùy nơi. Trên Yahoo báo là khoảng tầm 13, 14 độ nhưng mà đứng ở đây rất là lạnh, gió thổi vào rồi hơi nước. Rồi mình ngay mấy gầm cầu này nè, gió nó ùa vào rất là mạnh. Nhưng mà được cái là thấy là có chim bồ câu nè, thấy cá nè, hoa anh đào cũng đẹp lắm nè. Cá dữ quá trời. Không, cá từ đằng sông đằng kia mà tới đây mà đông người họ cá dưới đi quá trời quá. Đây mình đi bên trái nha. Người ta chèo thuyền kayak kìa. Các bạn thấy người ta chèo thuyền kayak. Đây là khu mà khu bên đó là khu lễ hội, người ta bán thức ăn, những cái thức ăn nhanh rất là nhiều. Quá trời cá luôn kìa. Nó tụ tập rồi mọi người.
Ở đây có bán gì nè? Cái này giống thịt xiên quá ha. Yakiniku. Thôi mình đi vòng vòng đi rồi tính. Ghê. Là thịt gà chiên, tại nó tẩm bột chiên. Gọi riêng là karage. Karage. Trời ơi, mình nói mấy cái tên món này mình biết lẹo lưỡi luôn. Đây đi, kẹo bông đây. Cũng giống Việt Nam ha, cũng có kẹo bông kìa. Onegai. Anh muốn ăn gì anh? Okonomiyaki. Bánh xèo Nhật. Ngán lắm. Anh coi qua bánh xèo. Mấy ở đây là kiểu như là mấy món ăn đường phố của Nhật á, đa số. Cái khoai tây kìa. Này là khoai tây chiên. Đa số là món ăn đường phố thôi. Đây, khoai tây chiên đây. Sủi cụ chung qua tay không? Mua rồi. Kệ đi. Bữa nay thử. Anh. Ở đây nè. Người ta luộc xong người ta nướng. Hai arigato gozaimasu. 400 yên một trái. Ăn thử. Sao đi đâu? Đây khoai lang chiên. Món ưa thích của mình. Em ăn khoai lang nướng, viên mố. Nói chung là cái gì đụng tới khoai lang là được. Như mình vậy? Mua hộp chung đi ha. Một chung 500 đi. Rồi. À, ở trong đây có 500 miên á. Có nè. Trời ơi. Mình mua hộp đi. Chung hay là đại chung đi ha. Chiêu. Chiêu. Mua cái chiêu thôi. Bé đang lấy nè. Hey, arigato gozaimasu. Đi ra ngoài đi. Không, từ từ. Ở đây đông quá, đi kiếm chỗ ăn. Ô, bạn này đói rồi kìa. Ở đây có phô mai chiên đó nè. Ở đây đồ chiên nhiều quá ha. Phô mai chiên. Mứt dâu nè. Đây mứt dâu là mọi người. Đây nướng nít rất là thích. Tốt rồi. Cái này rất là ngon. Trời ơi, khoai nó ngọt lắm luôn á. Người ta có rắc thêm một miếng muối ở phía ngoài nè. Mà cảm thấy ăn cái miếng nó hơi to mà chiên giòn á. Giòn mà nó mặn mặn nó ngọt. Giòn nó mặn mặn nó ngọt ngọt, ăn rất là vừa ăn. Cái này lễ hội này, lễ hội mẹ đâu ra toàn gian không? Thì mấy bạn thấy con mèo to, cưng không? Mèo đó. À lộn, con giống con chuột. Đúng rồi, có hai cái răng kìa. Con chuột, không biết con gì đâu, con chuột. Mày bông ở trên. Người đi mua đồ ăn đông nghẹt ở dưới. Quá đông mọi người ơi. Này. Đây là kem chuối. Cánh chuối. Rồi quét sô-cô-la ở bên ngoài không? Đa số những món ăn mà người ta bán đây là đa số những cái lễ hội nào nó họ cũng bán, mình thấy là vậy hết. Ví dụ như takoyaki rồi okonomiyaki, karage, chuối, kẹo. Giống kẹo bông quá không? Dễ thương không? Bông gòn á. Đây là mình bán thịt gà xiên nướng nè. Mình vô mình sẽ mua hai cây. Đây mình mua một thỏi là Torikawa với một là Torimomo. Hai thỏi, hai thanh. Thỏi thanh là 100 yên. Đây mình mua cái gà xiên que đây. Đây là cái này gọi là Torikawa, là cái da gà thôi. Còn đây là Torimomo, thật là thịt gà. Đây để lát ăn thử.
cái kiểu nước sốt ngoài nó hơi ngọt ngọt, kiểu hơi có mùi nước tương không, nhưng mà không có đậm lắm. Ăn vừa ăn mình thấy ngon, thấy món này cũng lạ. Ở bên Nhật thì người ta ít khi nào ăn da gà lắm nha. Mình mua trong siêu thị á, đa số gà là người ta lóc thịt không à, lóc xương và thịt luôn. Nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm. Vừa ăn cái vị nó cũng đậm đậm, nói chung là hợp với khẩu vị người Việt Nam mình. Dưa leo ngâm chua mình chưa ăn bao giờ nên không biết nữa, ăn thử. Lạ quá ha. Đấy, sao thấy nó dài và nó to quá ta, các bạn có thấy dài và to không? Ủa kia nó cũng mua. Phương Sàng cũng mua thử à. Nè anh Sàng ăn rồi nó cảm giác nghe rồi, cảm giác như sao, ngâm muối rồi sao? Sao ăn không nói gì hết vậy, ngon quá hả? Nó không có chua giống như bên mình, nó mặn mặn đó. Mặn mặn hả? Mặn mặn kỳ kỳ lắm. Nó không chua. Trời ơi. Nó không chua. Thế hả? Để mình ăn thử nha mọi người. Nó lợ lợ mặn mặn thôi. Mặn mặn. Mặn nó chưa tới nỗi là chua lè như bên mình. Mình nó phải ngâm chua như mình. Cái này giống như ngâm muối à. Mình ăn thử thôi. Cảm thấy cũng không ngon lắm. Nên mọi người sao ghét mọi người là đừng nên dạy dột như mình. Có rất nhiều người ta giải thảm. Mua đồ ăn xong rồi hoặc là người ta chuẩn bị đồ ăn ở nhà ra đây. Ở đây mình đi giống như một cái hội chợ ở Việt Nam mình nhé. Cũng có bán được đồ ăn vặt này nọ rồi trò chơi, những cái trò chơi. Khu này rất là rộng, cái bờ sông. Ở ngoài thì rất là lạnh nha, đi vô cái khu này á, đông người á, cảm giác nóng luôn á. Không có lạnh như khúc hồi nãy nữa. Mẹ thấy ở đây lễ hội rất là đông người, nhưng mà cái khu vực họ ăn uống và chơi rất là sạch sẽ. Và khu vực gần đây là họ sẽ có những cái thùng rác di động. Ở lễ hội thì người ta sẽ để những cái thùng rác đó và ăn thì tự động mọi người sẽ đem lại đó hết. Bây giờ là mình sẽ đi vào thành Okazaki. Nó nằm trong khuôn viên của công viên Okazaki. Lồng đèn hồng trên cao. À, đây cảnh nhìn xuống. Đây là cái, có một cái đồng hồ đây nè. 2:20 nè. Nè đây đứng ngay số 6 thì mới đúng nè. Đây, đây là mới đúng hướng nè. Đó. 2:20. Độc đáo quá ta. Bằng cách nhấn like và subscribe cho kênh YouTube Trâu TV nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.
gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.